pin nó bị sạc á, nặng lắm mà. Thì cái máy này là loa to mà, cái dòng này. Ui dồi ôi, sao nặng dữ vậy. Ui dồi, chắc cái bên thế nặng á. Cái dòng này nè, mới sáp này nè. Bên thế nặng lắm. Quá nặng luôn. Này thì nhẹ tưng. Tưng luôn. Máy này xịn sò á. Vừa này của Kenwood à. À, máy tin bao nhiêu á? Cái này Malaysia. Malaysia. Máy này Malaysia hả? Sáp à? Sáp luôn. Máy này đầu băng, đầu băng đĩa này nặng chắc không phải mười mấy ký, nặng quá đây. Cái máy này, máy là Panasonic à. Máy này là của ai không biết. Panasonic, cái máy này của Nhật luôn. Có kèm đầu đĩa. Một cái máy nhỏ. Cái gì nữa đây? À, cái này là cái cảm ứng. Cái cổ cái gì? Máy này nhỏ lạ quá. Máy nó máy hát luôn. Radio. Radio cassette. Radio này nữa. Này nó quay. Đấy. Có đèn pin luôn. Radio có đèn pin luôn. Loa. Loa đây sau. Này Nhật Bản. Này kính thưa có loại dây à. Này dây USB. Dây 6 ly. Xịn luôn. Ôi, chắc luôn ạ. Đây là máy gì ta? Cục này, cục gì? Này là CB này. Cắm ổ CB luôn. Cắm CB luôn. Cắm CB. Này ổ cắm có CB này. Nè. Có cái bảo vệ này. Nè. Cắm CB á.
này bao nhiêu volt, 125 volt. Cái này bảo vệ nè. 125. Nó cả cái này luôn. Công suất của nó là 1500 W này. 15A luôn này. Cục này nó có con chuột luôn hả? Bàn phím luôn à? Thế cái dòng cửa này sao xài? Biết xài thế nào đâu. Lôi đầu thằng này ra lấy thằng khác cắm vào để chạy. Thằng này 100V mà cắm vô là nó bật đó. Đúng không? Đây... nó có cả cổng giống như USB luôn. Cái P2 của cái máy tính á. Này là cổng 6 ly này, chia ra làm 2 này. Rồi hết rồi. U nó có điện nè. Đúng không? Này cái chốt nè. Gì có điện. Cái thằng máy massage nè. Massage được á? Massage của Nhật Bản. Thế nó có dùng hết đâu? Ăn nước tay thì dùng nào. Chắc nó chưa đủ á, chưa đủ chưa đủ điện á. Kết điện đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này là của Nhật Bản này. Này nó có khóa luôn này. Nó đẩy gọi là khóa này. Nó đẩy gọi là khóa này. Đẩy qua là khóa đó. Đẩy qua là khóa này, kéo ra. Cắm xịt sò. Này vào ra rồi, chào mọi người nha, hết rồi. Này ổ cắm, tất cả các ổ cắm này, ổ cắm của Nhật Bản đây.